là bún bún đuôi bò. Đây là chè heo. Đây là cái nồi nước lèo quá hấp dẫn luôn. Đằng này có xương bò nữa nè. Xương bò. Ở sao không ngồi giữa? Không hết hả? Rau. Menu nè. Quay up lên YouTube. Up lên YouTube cho bà con xem. Hả?